Hồi 17 giờ 41 phút, Công an quận Ba Đình nhận được tin báo có tai nạn thang máy tại nhà dân có địa chỉ tại số 12, ngõ 523 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Nhà dân có quy mô 7 tầng, một tung với diện tích khoảng 97m2. Tại thời điểm cứu nạn, cứu hộ, công trình đang trong quá trình cải tạo, sửa chữa. Theo thông tin ban đầu từ Công an quận Ba Đình, thời điểm xảy ra sự cố trượt cáp trong quá trình sửa chữa thang máy tại công trình, ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Ba Đình đã phát hiện, tiếp cận và đưa một nạn nhân trên nóc cabin thang máy ra ngoài và đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên đã tử vong ngay sau đó. Qua nắm tình hình, phát hiện một nạn nhân còn kẹt lại dưới hố pit của thang máy. Sau một thời gian nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, nạn nhân đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đưa ra ngoài và bàn giao nạn nhân cho lực lượng y tế Công an phường Ngọc Khánh để làm các thủ tục tiếp theo. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.